Thưa quý vị, dưới vỏ bọc là một phân xưởng chế biến thép, doanh nghiệp đứng tên công ty trách nhiệm hữu hạn Môi trường Dung Quốc ở khu kinh tế Dung Quốc, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã sản xuất ra hàng trăm nghìn lít dầu giả mỗi ngày rồi mang đi tiêu thụ ở nhiều tỉnh thành trong cả nước, thu về lợi nhuận khủng. Có thể nói chiêu thức của đường dây này cũng tinh vi không kém gì đường dây làm xăng giả từng được cơ quan điều tra vạch trần trước đây. Quý vị hãy cùng chúng tôi đến với những ghi nhận sau. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bình Sơn cho biết đã bắt giữ ông Bùi Đình Chương, 41 tuổi, là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận tải Đình Chương, ngụ xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, và ông Nguyễn Minh Hiệp, 68 tuổi ở quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, và Nguyễn Thanh Phong, 44 tuổi ở thành phố Cần Thơ. Các đối tượng khai nhận từ năm 2018 đến nay, Nguyễn Minh Hiệp đã móc nối mua bán dầu giả với công ty của Bùi Đình Chương trên 100 chuyến hàng với số lượng trên 300.000 lít dầu, giá từ 12.000 đồng đến 13.400 đồng một lít với số tiền hàng tỷ đồng. Cụ thể, hàng ngày tại phân xưởng trụ sở của công ty trách nhiệm hữu hạn Môi trường Dung Quốc thuộc thôn Trung An, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, do đối tượng Nguyễn Minh Hiệp làm giám đốc, được ngụy trang với hàng chục công nhân gia công thép. Đến khi công an huyện Bình Sơn bất ngờ khám xét mới phát hiện phía trong phân xưởng là cơ sở sản xuất dầu đi ô giả. Nhất họ thẻ ra đó. Mua gì? Mua nấu chế biến công thức thôi thì mình không hiểu. Đi Sài Gòn bán lại cho những cái lò đốt để lấy lợi nhuận. Mua ra. Thì tôi bán. Còn anh sử dụng vào việc của anh. Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Đình Chương là đơn vị ký kết hợp đồng vận chuyển với công ty BVOI. Lợi dụng điều này, sau khi mua dầu giả, Bùi Đình Chương chỉ đạo nhân viên tháo kẹp chì, rút bớt dầu trên các xe bồn nhận dầu DO từ nhà máy BVOI ở cảng Dung Quốc, thuộc xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn. Nhóm đối tượng dùng ống dẫn dầu đưa vào bồn pha trộn giữa dầu giả và dầu DO, theo tỷ lệ khoảng 1:10, sau khi quấn kẹp chì lại chở bán cho các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và một số tỉnh khác. Cũng theo các đối tượng khai nhận, hàng ngày các đối tượng thu mua nhất thải từ nguồn phế liệu và một số loại hóa chất gồm H2SO4, NaOH đưa về phân xưởng pha chế nấu thành phẩm là dầu gốc, dầu bôi trơn, sau đó cấu kết bán lại cho công ty vận tải của Bùi Đình Chương. Tại đây tiếp tục pha chế dầu giả để bán ra thị trường với giá theo thị trường hiện nay là 16.500 đồng một lít. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bình Sơn đã bắt hiện tại 8 đối tượng, trong đó có giám đốc, kế toán, kỹ sư chuyên sản xuất xăng dầu và một số đối tượng tham gia sản xuất xăng dầu giả.